Ok, xin chào tất cả mọi người. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta tìm kiếm những cái supplier ở US, ở Mỹ để chúng ta lấy hàng để dropshipping bán trên thị trường Amazon. Thì đó là cái nội dung mà mình sẽ hướng dẫn mọi người trong cái bài học ngày hôm nay. Cách tìm kiếm supplier US. Lấy hàng dropshipping Amazon. Thì rõ ràng là cái ưu điểm của supplier US là cái gì? Thứ nhất là sản phẩm rất là tin tưởng. Ưu điểm sản phẩm tin tưởng, uy tín. Ưu điểm thứ hai là ship hàng nhanh. Ưu điểm thứ ba đó là niềm tin khách hàng lớn. Một cái sản phẩm mà mọi người ghi là ship from US thì nó sẽ khác so với một cái sản phẩm mà ship from China các kiểu, đúng không? Chất lượng sản phẩm cũng tốt hơn nha. Nhược điểm thường nha, thường nhược điểm của nó là giá thành sẽ cao. Đôi lúc tìm thấy hàng nếu không cẩn thận. Thực ra thì những cái nhược điểm của nó thì chủ yếu là nhược điểm là giá thành của nó cao hơn thôi. Những cái supplier ở bên Mỹ thì thường giá thành họ sẽ cao hơn. Thế thì chúng ta tìm kiếm supplier bên Mỹ như thế nào? Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái kênh chính. AliExpress này thì không phải nha. AliExpress này nó là của bên 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 Trung Quốc rồi. Và cái supply bên Mỹ thì mọi người nên tìm ở cho mình ở bên eBay hoặc là ST. Hoặc là chúng ta cũng có thể tìm ở cái trang Temo. Nha. Nó có rất là nhiều trang nữa, nhưng mà chúng ta chủ yếu làm việc cho mình ở trên trang này thôi. Nha. Thì ví dụ như ở eBay, mọi người sẽ search một cái ngách mà mọi người muốn tìm kiếm. Ví dụ như là baby toy. Được chưa? Thì mọi người sẽ để ý cho mình cái bộ lọc này, item location này, để chúng ta sẽ chọn US only thôi nhá. Được chưa? Thì vô hình chung là chúng ta sẽ lọc được ở bước 1 là các supplier ở bên location là US nhá. Bước thứ hai là chúng ta nên click vào sản phẩm và chúng ta nên chat thương lượng với họ. Được chưa? Đối với những cái brand lớn thì mọi người cũng có thể là search ở trên Google cái brand đó và kiểm tra qua cái website các kiểu của nó, ví dụ vậy. Được chưa? Nhưng mà thường thì những cái sản phẩm trên 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 eBay hay là ST thì những cái sản phẩm mà doanh thu nó nhỏ thì nó chưa có cái tầm thương hiệu bảo hộ trên toàn quốc, nên là nhiều lúc chúng ta search trên Google là vẫn chưa có đâu. Nhưng mà chủ yếu là khi mà chúng ta có cái bộ lọc đầu tiên là location US only thì đến bước tiếp theo là chúng ta sẽ contact với thằng supplier để nói chuyện, để tương tác, để hỏi nó về công ty, để xin nó về những cái hình ảnh sản xuất và sau đó đến thương lượng giá. Thì đó là cái bước mà mình hướng dẫn mọi người cách tìm supplier bên US. Ngoài ra thì chúng ta có thể làm việc với thằng Temo này cũng được. Temo này thì hầu như là các sản phẩm của nó đều là rất là nhiều đến từ Mỹ nha. Hay là thằng ST, ST thì nó nhiều nơi nhưng mà cũng rất là nhiều sản phẩm đến từ Mỹ. Thì cái cách làm việc của nó, cách tìm nguyên tắc của nó cũng giống như mình nói thôi. Chúng ta cần trước hết là qua bộ lọc, thứ hai là chúng ta sẽ nói chuyện, tương tác với nó để xin những cái ví dụ những cái sản phẩm liên quan về thực phẩm, về sức khỏe thì
Thì đó cũng là một cái ưu điểm của cái thằng Sapply US, tức là ưu tiên những sản phẩm liên quan đến sức khỏe thực phẩm, những sản phẩm yêu cầu giấy phép của Cục An toàn của thị trường Mỹ, an toàn cho sức khỏe với lại thị trường bên Mỹ nhá. Thì những cái này thì bên Supply bên US thì họ sẽ rất là lợi thế khi hỗ trợ chúng ta những cái này, hiểu chưa? Thì đó là những cái kiến thức cơ bản về cái vấn đề tìm kiếm supplier US Mỹ để chúng ta lấy hàng dropshipping Amazon. Có bất kể câu hỏi gì, mọi người có thể inbox mình sẽ giải đáp cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các bài học tiếp theo.